Chỉ cho các bạn cái máy cung dằn giống vậy nè. Cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới quan. Ê Đạt, hồi xưa này bằng cho dịch anh không. Phòng ngủ này thì có bố trí, có thiết kế. Mấy anh em xây dựng ở trong cái công trình đó thì hôm nay Khuôn sẽ làm một cái vlog để nói để có thể là chia sẻ với các bạn một cái ngày làm việc của Khuôn như thế nào nha. Thì kế hoạch của Khuôn hôm nay, sáng hôm nay là sẽ vô cái công trình đó là cải tạo 16 căn nhà trọ, sau đó là chiều, đầu giờ chiều thì Khuôn sẽ đi qua để quay một cái công trình là đang ép cọc. Thì ông anh của Khuôn là mới sắm một cái dàn máy mới cho nên là mời Khuôn qua để tham khảo, để sau này có thể là kết hợp để có những cái công trình đó là Khuôn sẽ hợp tác với anh ấy, và chủ yếu là qua để xem coi cái dàn máy ép cọc đó như thế nào thôi. Thì mời các bạn theo chân Khuôn để xem một cái ngày quá trình của Khuôn làm việc như thế nào nha. Chắc Khuôn kiếm cái gì đó ăn sáng cái mọi người ơi. Sợ vô trong kia công trình không có đồ ăn sáng ấy. Bún cá, bún ghiêu hả chị? Dạ, bún cá. À. Bún mắm, nhưng mà giờ em mất bún mắm rồi. Hết bún mắm rồi hả? Vậy cho em một tô bún cá đi. Ghé vô cái tiệm bún cá gần công ty ở khu Nam Long nè. Thì tiệm bún cá này Khuôn cũng mới thấy ở đây thôi. Thì để ăn xem nó như thế nào nha các bạn. Thì cũng mời mọi người cùng ăn nha. Ừ, quên để thêm một miếng nước mắm. Khuôn ăn mặn lắm cho nên là cái gì cũng thêm một tí nước mắm hết trơn á. Cơm no gũi say rồi các bạn ơi, giờ bắt đầu đi vô công trình nha. Tính tiền luôn chị ơi. Thì trên đường Khuôn đi vô trong công trình cải tạo 16 căn nhà trọ này nè, thì cũng muốn chia sẻ một chút về thông tin chủ nhà. Các bạn cũng bất ngờ luôn đó, có thể là nó bằng tuổi với các bạn à.
là chỗ chủ đầu tư là chỗ trọng là nó sinh năm 99, nó nhỏ hơn Khuôn nữa, cho nên là Khuôn kêu nó dừng em thôi. Thì mới như vậy đó mà sở hữu 16 căn. Thì cái nhà trọ nó cũng nói chung là hồi xưa là của gia đình xây, rồi nó xuống cấp quá rồi. Trong đó thì sắp tới là có cái trường FPT ấy, là trường FPT là chuẩn bị mở trong khu Hoàng Quân đó, cho nên là cái đường Trương Vĩnh Nguyên bây giờ nó cũng đang hot là mở cái trường đại học á. Thì nó mới bắt đầu là nó cải tạo lại cái dãy nhà trọ của nó, chứ bây giờ nó xuống cấp, nó bị ngập á, với đồ đạc cửa nẻo rồi nó cũng xuống cấp hết rồi, nó hư hết rồi. Ôi hình như là công an không cho quay đầu hay gì ta. Hôm nay thì có ship lớn về Cần Thơ hay gì á các bạn ơi. Xe quân sự, công an, cảnh sát giao thông đều quá trời luôn. Hơi kẹt xe chút xíu à. Nó có một cái trạm ở đây nữa. Hình như là đám tang của cán bộ nào cũng hơi to á. Bởi vì thấy có ship đồ tới nè. Mình vừa tới công trình này nè các bạn. Như Khuôn nói đó, ở đây là một cái khu vực nó cũng đang còn chưa có đô thị quá, cảm giác nó còn cây xanh như ở dưới quê của tụi mình vậy đó, rất là đã luôn, mát mẻ. Thì nó chỉ cách cái trường FPT khoảng chừng cây rưỡi số thôi. Thì sau này là các bạn học FPT có thể là vô nhà trọ này để ở, thuê nhà trọ này ở được luôn á. Đây là căn nhà của chủ nhân của 16 căn nhà trọ mới có sinh năm 99 đó các bạn. Thấy tuyệt vời không? Hâm mộ ghê chưa? Hello Tấn. Ôi có anh Trọng đó kìa. Gặp chủ nhà luôn này. Đi. Vào. Giờ này vô đây có nói với khán giả là hẹn chủ nhà để có công việc. Nãy giờ khen Trọng quá trời luôn, sinh năm 99, sở hữu 16 căn nhà trọ với cái nhà quá. Gì 99? Chứ nhiêu? Em 96 mà. Em 96 mà. Sinh năm 99. Sinh năm 99. Quê là quê chung mình quê nhiều. 96 hả? Lâu mọi người ơi. 96, 96 rồi nha, chứ không phải 99. Không mà không được. Căn nhà mà bổ người gặp tiếp nữa là. Sao nói vậy anh, em nói với các bạn thính giả của em là em đi công trình suốt à. Quá trời anh, giả luôn. Vậy là tại vì anh không ấy thôi, anh không có mặt ở công trình thường xuyên, không thấy em. Sao không ạ? Đây là cái phòng hiện trạng này các bạn. Thì mới vậy đó, sơn cũng xuống cấp rồi, chứ lại cũng găng rất nhiều. Còn cái nhà vệ sinh thì nó nhỏ, cho nên là phải đập bỏ cái nhà vệ sinh này dời ra để nó rộng, cho cái không gian vệ sinh nó được rộng hơn. Phát hiện ra cái nhà vệ sinh này là nó còn một khúc cái chân này. Đập bỏ cái vách này để về ra. Để coi đập nó có bị dễ đập không nha anh em. Cái vách này nó còn khúc này nữa. Đâu khuôn thử, khuôn đập thử coi nó bể được không nha mọi người ơi. Không là phải nhờ mấy anh em hỗ trợ. Búa này là không phải là búa nghề đâu.
cái nghề tháo dỡ cái cây này là nó là một cái loại gỗ đặc biệt á, là nó có cái độ độ đàn hồi. Mới có mấy bữa mà mệt quá các bạn ơi. Cần cù thì bù siêng năng. Vậy sao mà đi làm phụ hồ được? Ngày xưa là Khuôn làm phụ hồ, ngày 160 đi bô sắt không à. Đúng là mấy cái này là phải nhờ mấy anh em đọc mới được à. Chỉ có làm thì mới quan. Trời ơi, đập mấy nãy giờ mới có 2 tấc à. Mà nó đuối rồi. Còn khoảng 2 tấc nữa. Chắc Khuôn phải nhờ mấy anh em phụ vô làm. Làm không nổi. Kêu anh Khánh vô làm nha anh em. Ông phụ hồi nãy ông đang xúc cái này nè. Khuôn xin vô đập thử coi. Coi coi là giờ lỡ mà mình thất nghiệp quá thì mình xin vô làm phụ hồ được không? Anh Khánh. Đập đi. Mệt quá. Được có 2 búa à. Đuối quá. Đúng là chuyện không dễ ăn đâu anh em ơi. Tính xin vô phụ hồ hồi xưa 160, giờ cũng được 300. Chủ yếu là đi đập về không sướng không anh em. Làm không nổi. Mệt quá. Làm không nổi. Mệt quá. Chị kiếm về thầu ơi. Rồi. Thì cái phòng bên này nó cũng đang hoàn thiện cái ốp gạch nè. Sau khi đập cái vách thất bại rồi thì cái vách hồi nãy đập ra xong á là sẽ dời ra khoảng 5 tấc. Thì bây giờ cái phòng nó sẽ được cái phòng nó rộng ra, cái phòng vệ sinh đó, nó rộng ra thêm. Sau này là có thể là lắp thêm cái lavabo ở trong đó cũng được luôn. À còn hồi sáng mà Khuôn có hẹn với chủ nhà vô là giải quyết mấy chuyện. Một là thay đổi cái hẻm thoát hiểm. Cái thứ hai á, là cái bồn cầu ở phía bên trong này nè, là khi mà cái nước ngập á, là nó bị ngậm cái đường ống, cho nên là dội nước nó không có xuống. Thì có bàn với mấy anh em đội á, là sau này là Khuôn sẽ làm một cái tê để cho nó thoát cái hơi. Thí dụ như nó có ngậm nước á thì nó cũng thoát hơi được. Giờ này là bắt đầu đi về công trình ở bên hẻm Liên Tổ ở ngoài Ninh Kiều á, để hẹn với cái chỗ mà anh Sơn, cái anh đó bên thợ sơn đá mài cầu thang đó, để chọn cái mã màu, quyết định cái mã màu cho chủ nhà để làm cái cầu thang bay. Thì cái cầu thang bay đó nó đẹp lắm, và cái này là nó nằm ngoài ý muốn thôi. Hồi nãy trong quá trình mà Khuôn vào á là chủ nhà có điện thoại là có hẹn á, cho nên là giờ mình chạy ra ngoài đó trước. Ra ngoài đó giải quyết cái đó xong á, rồi bắt đầu mình mới đi chiều nay mình mới đi ra ngoài cái máy mới của ông anh để mà ép cọc nha anh em. Thì cái máy ép cọc đó hoành tráng lắm. Thì anh em ra ngoài đó sẽ coi như là cùng Khuôn thôi, để mình tìm hiểu và mình tham quan cái máy đó, để nó coi như thế nào nha. Cái máy nó hoành tráng lắm. Ok, vậy mình đi thôi anh em. À mà quên nữa mấy anh em ơi, là hồi nãy có nói cái vụ mà thoát cái hơi ra phía sau á, thì để Khuôn đi ra phía sau á, Khuôn coi là cái ống hơi đó là nó có thể là mình đặt được để nó thoát lên trên được không nha anh em. Quên cái vụ đó nữa, đi ra coi một cái coi. Thì phía sau này là một cái đoạn đường đi nè anh em, còn cái này là cái lưng á. Cái lưng của cái nhà trọ để mà đặt ống, thì sau này có thể là mình đặt ống nó hơi khó khăn á. Ê Đạt. Dạ. Làm gì đây vậy? Chiều chủ nhà cho con gà anh ơi. Wow. Chị nói bằng gà. Gỏi gà hả? Cái này nhỏ xíu à. Trong biết chủ nhà cho con gà đó. Ê vô tình là dính được cái mồi nhậu rồi anh em ơi. Chiều nay chiến luôn hay gì? Rồi ok, mày kiếm cái nào cho nó bự bự hơn tí á, cái nhiêu đây, ai ăn ai nhịn mày. Con à anh ơi, ăn con nữa không?
Trời, cho con nữa chạy. Không lẽ làm thêm con nữa ta. Chiều nay vào chiến đấu luôn các bạn ơi. Quay xong cái ép cọc xong rồi là vô đây nha. Chắc thêm cây nào bự bự nữa đi Đạt ơi. Vậy là chiều nay là chủ nhà có kêu chỗ ông Đạt là em nói kỹ thuật ở đây nè, là chặt mấy cây bụi chuối, chặt cái này để lấy cái ngọn ở trong này nè. Cái này kêu là cái gì ta? Hả? Không, phải cạo cái lớp này ra nè. Cái lõi ở trong á nó mới ăn được. Hồi xưa này bằng cho dịch ăn không. Bây giờ thì làm ra xong rồi trộn gỏi gà, gà luộc nấu cháo. Đúng không? Chiều nay dứt cái này là hợp lý luôn. Rồi, hôm nay lại có lộc ăn rồi anh em ơi. Rồi có gì chiều cho anh hay nha. Rồi ok anh. Ừ, ra phía sau này quên nhớ trực lại cái có mồi có độ à. Rồi thôi mình đi về ngoài kia. Mình đi ra công trình ở liên tổ 1220, chỗ nhà của Khuôn đang làm cái sàn dựng nghiệp ngoài kia đó, để xử lý cái cầu thang bay. Anh em cũng ra ngoài đó sẽ thấy được cái cầu thang bay nó đẹp lắm á. Rồi xong cái đó rồi mình sẽ bắt đầu mình tiến hành là mình đi lại cái chỗ mà để cái dàn ép mới của ông anh nha. Giờ mình chạy ra hẻm liên tổ 1220 đi các bạn ơi. Ây da, đội xe con lát nóng thế. Giờ thì mình sẽ di chuyển sang một cái địa điểm thứ hai, đó chính là cái công trình ở liên tổ 1220 đó. Thì các bạn cũng hãy theo chân Khuôn để đón chờ xem là cái địa điểm sắp tới nha. Giờ thì tới cái công trình này, cái địa điểm tiếp theo của Khuôn rồi nè mọi người ơi. Thì công trình này là Khuôn thi công cũng được 6 tháng rồi. Đây là cái giải pháp sàn dược nhịp luôn á. Và cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện, giờ chỉ còn lắp cửa với lại thiết bị vệ sinh, thiết bị đèn điện nữa là xong. Và cái cầu thang bay ở trong kia thì Khuôn sẽ vào để làm việc với đơn vị thầu bên cái chỗ mà đá mài á. Mình làm cái đá mài tại phong cách cầu thang bay, mình làm đá mài chứ mình không có ốp gạch được và không có ốp đá luôn. Thì mời mấy anh em vào nha. Khuôn làm việc với chủ đầu tư một tí. Con mới tới chú ơi. Sao rồi? Sẵn đây thì Khuôn sẽ review sơ sơ cái căn nhà này luôn, về cái công năng, bố trí công năng của căn nhà này. Thì căn nhà này chủ yếu là phục vụ cho vấn đề nha khoa, còn ở trên lầu 2 là để ở. Thì khu vực mà Khuôn đang đứng đây nè là một cái khu vực là phòng khách. Thì nó sẽ có cái quầy lễ tân và những cái salon sau này đặt ở đây để chờ đó. Khách lại đây chuẩn bị làm găng là mình sẽ có cái khu này giống như là khu chờ, khu đăng ký để vô khám á. Còn cái khu vực này nè, không gian này là bao la luôn, đó chính là cái khu vực khám. Khu vực khám thì ở hai cái bên này là sẽ có hai cái bàn để mình làm găng á, cái bàn khám găng. Và khu vực bên này cũng là vậy luôn. Bên này thì được hai cái ghế và bên này thì được một cái ghế. Và các bạn có thắc mắc là tại sao mà nó lại xây có 1 mét vậy không? Thì thật ra thì mình chưa có hoàn thiện xong cái phần kính á. Sau này là mình lắp cái kính, từ đây mình bắn thẳng lên trên cái chằng ở trên luôn. Này là nó có cái, nó dạng nó bay, thật ra là nó bay là nó có cái dầm ở trong cái tường thôi. Đó, nó bay nó không có ấy gì hết. Không có cái gì gọi là chịu lên hết. Còn cầu thang xương cá là nó có cái dầm ở giữa vậy nè. Nó sẽ chịu dưới đây. Còn cái này là nó bay vậy luôn, nhìn rất là đẹp đúng không anh em? Rồi, cái phòng này cũng là phòng khám giống như bên dưới. Rộng bao la luôn đúng không các bạn? Cái phòng này lúc đầu thì khai thác là phòng ngủ, nhưng mà sau này là do cái công năng sử dụng á, cho nên đây là cái phòng để họp hành cho ban bệ đồ của cái phòng khám á. Không gian này không gian mở nha, tức là những cái vách này là những cái vách kính á, chứ không có chống gì đâu. Nó không phải là cái sân thượng nha, phải có vách kính bao lại hết để chống mưa với nắng. Và bên trong này đó chính là cái nhà vệ sinh thôi.
Rồi mình cùng lên trên lầu trên nha. Lên trên lầu trên nó có một cái điều bất ngờ dành cho các bạn luôn. Trời ơi. cái lan can kính cực lực mà chưa có cái kính, cái chú chủ nhà buộc cái cọng dây vậy nè để cho nó chắc sao nó quơ. Thì thật ra cái miếng kính cực lực ấy, nó mới giữ được cái độ cứng nha mấy anh em. Cũng hay hay. Bó tay ông chủ nhà luôn. Và còn đây là một cái phòng ngủ. Không tin được luôn á anh em. Quá rộng. Cái phòng ngủ này nó đã rộng rồi nhưng mà chưa có bất ngờ đâu các bạn ơi. Đi qua bên kia còn cái điều nó bất ngờ hơn nữa. Cái điều này là Phương muốn chia sẻ chính là chủ yếu là bên cái phòng này nè. Các bạn qua đây. Sao chỗ này ông chú ông không có gắn cái kèm mũi nữa ta? Phòng bên này nó còn rộng hơn là cái phòng bên kia luôn á. Vẫn là cái phòng ngủ luôn á nha. Nhưng mà chưa, phòng ngủ này thì có bố trí, có thiết kế. Tại vì cái này là dành cho cái chị chủ nhà, là gia chủ của căn nhà này luôn, là chủ của cái nhà khoa này. Và điều đặc biệt nó nằm ở trong này nè. Đây là phòng ngủ rồi. Đây, đây là cái nhà vệ sinh mà từ trước tới giờ luôn á nha. Khuôn làm cái nghề xây dựng là lần đầu tiên thấy được cái nhà vệ sinh rộng bao nhiêu đây luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 viên gạch, 10 viên gạch. Thêm 2 tắc nữa, gần 3m2. Hơn 10m2. Nó bự bằng cái nhà trọ hồi sáng mà khu đi luôn á. Hồi sáng em mình đi trong kia cái phòng trọ đó. Cái cỏ này nè, chỉ có cái khác là cái nhà vệ sinh đó. Cái nhà vệ sinh của cái nhà này là nó bằng cái nhà trọ của người ta ở luôn đây nè. Thấy đặc biệt chưa? Thôi bây giờ cũng là gần 12 giờ rồi. Cho nên là Khuôn sẽ kết thúc cái công việc ở hẻm Liên Tổ 1220 này. Thì hồi nãy hẹn với chủ đầu tư thì cũng làm việc chốt được cái cầu thang rồi. Còn những cái hệ thống cửa này là đợi khoảng 2 tầng 3 tầng nữa mới có. Cho nên là công việc khúc này ở đây nó cũng ít người làm là vậy đó anh em. Thì cơ bản là hoàn thiện đã xong hết rồi. Giờ chỉ còn sơn bê, dẫm giá, lắp cửa với lại xử lý cái cầu thang đó với cái lan can nữa là xong thôi. Thì hẹn mấy anh em là chắc Khuôn về, Khuôn đi ăn trưa một cái. Rồi đầu giờ chiều tầm khoảng 1-2 giờ vậy đó, Khuôn sẽ đi ra ngoài cái chỗ mà ép cọc của ông anh của Khuôn nha. Để ra ngoài đó để quay những cái quá trình mà thi công cọc lại á. Rồi các bạn nhớ là xem tiếp video nha. Theo chân Khuôn đi đến cái công trình đó, nó nằm cũng khá xa ở Cần Thơ. Thì cũng có cái con đường vận chuyển cho nên là cái thời gian đi xuống đó nó cũng hơi lâu thôi. Thì bắt đầu là 2 giờ Khuôn sẽ đi tới đó khoảng 3 giờ và Khuôn sẽ quay lại những cái hành trình, những cái cảm nhận và là tham quan cái máy ép cọc của ông anh của Khuôn nha. Nhớ đừng có bỏ lỡ video này và hãy chờ xem là Khuôn đi xuống dưới đó và Khuôn cùng các bạn thưởng thức cái máy ép cọc đó nha. Hoành tráng lắm, y như cái robot vậy đó. Rất là lớn, to lớn luôn, rất là đẹp luôn. Rồi đi thôi anh em ơi. Hello, xin chào các bạn nha. Thì sau khi nghỉ trưa với về cũng nghỉ ngơi một tí thì Khuôn xuất phát để đi xuống cái công trình ở dưới chỗ ông anh của Khuôn làm bên cọc á. Để mình xuống dưới mình coi, mình tham quan cái máy ép cọc của ông anh của Khuôn nha. Và từ đây đi xuống dưới đó thì còn chắc cỡ 7 cây nữa đó. Nó, cái vị trí đó cách với cái công ty của Khuôn là khoảng 10 cây. Cho nên là Khuôn thông báo với các bạn thì cũng đón chờ xem nha. Cuối cùng thì Khuôn cũng tới cái giàn khoan của ông anh mà từ đầu video tới giờ là Khuôn có nhắc đó. Thì cái giàn khoan này thật ra là anh Thịnh ảnh cũng mới vừa sắm đó các bạn. Thì cái giàn khoan này là cái giàn khoan mini. Nó có thể là ép ở trong cái những cái nhà xưởng giống vậy nè. Cái chiều cao nó được bị hạn chế á. Là mấy cái giàn khoan lớn là mình không có làm được. Cho nên là cái giàn khoan nhỏ này nó đủ tải là mình chơi được. Thì trong cái giàn khoan này nó có một số cái máy móc thiết bị mà mình cần sử dụng. Một đó chính là cái xe cẩu này. Xe cẩu này để mà mình cẩu mấy cái cọc lên á. Khi mà mình cẩu cái cọc lên rồi thì mình nhét vô trong cái giàn khoan cái đầu ở trên đó. Để cho nó theo cái hình thẳng đứng xuống. Và hai bên là những cái cục tải trọng của mình. Một cục như vậy đó là nó khoảng 5 tấn. Đó, thì mình chắc lên như vậy thì mình ép xuống. Và cái giàn khoan đó, tải đó. Và một cái máy hàn để hàn nối đầu mấy cây cọc á. Đó là cái máy hàn nhỏ nhỏ đằng kia. Đó, thì cái giàn khoan nó vậy. Và một cái giàn máy nữa, cái giàn máy để bơm cái kích thủy lực đó.
Thì các bạn đi theo khuôn này, khuôn chỉ cho các bạn cái dàn máy này. Đó là những cái quan trọng đó. Tải này là mình chắc lên trên những cái hệ khung dằn giống vậy nè. Và bên đây là một cái máy. Cái máy này khi mà nó hoạt động á là nó sẽ đẩy mấy cái kích thủy lực đó đó, để cho ở trên nó có cái hệ thống mà nó có hệ thống nó đè, nó nhắn xuống là nó sẽ nhắn cây cọc xuống. Thì mình cần cái máy dầu này để mình chạy dầu á, để nó tăng được cái áp lực đẩy á. Thì khi mà đẩy xuống thì hai cây dòng này nó sẽ lên, đúng không? Cái xu hướng của nó đi lên. Thì hai bên mình phải có cái đối trọng nữa là những cái cục tải này nè. Thì mình chắc cái cục tải này khi mà nó nhóm vàng nhẹ lên cái, tức là cái cọc của mình nó xuống được bao nhiêu rồi đó. Và nó sẽ có cái đồng hồ để nó đo nha. Mình sẽ tính theo cái đồng hồ đó đó. Thì cái đó nó liên quan tới kỹ thuật quá. Nếu như anh em nào mà có muốn tìm hiểu sâu thì cứ để lại comment đi, Khuôn sẽ trả lời sau nha. Đó, thì mục đích của hôm nay là đi xuống đây để thăm cái giàn khoan này. Nhưng mà nó có một cái điều rất là đáng tiếc. Chính là hôm nay thì có cái ban kiểm tra đi về đây. Cho nên là ở đây là nghỉ sớm, buổi chiều á, nghỉ sớm không có hoạt động. Chứ nếu không thì mình sẽ nghe được cái tiếng máy nổ và cách vận hành của cái này. Chắc là Khuôn sẽ làm một cái video sau á, để khi mà vận hành là cái xe cẩu nó cẩu cọc lên đưa vô, rồi hàn mấy cái đầu nối cọc lại, rồi mình ép xuống như thế nào đó. Thì cái quá trình làm đó Khuôn sẽ làm một cái video riêng nha. Và các bạn tới đây rồi thì nếu như yêu mến Khuôn á, có đóng góp gì với Khuôn thì cứ để lại dưới comment nha. Thì bắt đầu từ bây giờ thì Khuôn sẽ làm những cái vlog hướng về những cái khán giả của mình ở Việt Nam. Cho nên là nếu như các bạn yêu mến Khuôn á, thì hãy đăng ký kênh, like video này và share nó cho bạn bè nha. Cảm ơn các bạn đã xem video và nhớ đăng ký kênh để Khuôn làm những cái vlog tiếp theo, những cái thử thách tiếp theo, những cái vlog hàng ngày của Khuôn khám phá ở miền Tây. Thì nếu như các bạn có cái niềm đam mê yêu thích giống Khuôn á, thì hãy đăng ký kênh và chúng mình sẽ cùng nhau đi khám phá ở miền Tây này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.